Map này và nước này. Cho bố thẳng một góc đây. Deployment time. Place the building. Game này thì đúng là mỗi thằng một góc thật. Construction complete. Place the building. Place the building. Insufficient energy. Place the building. Tại lính có chưa chúng ta cung cấp này. Resource container detected. Resource container resources received. Resources received. Place the building. Just keep it there. Ready. Where to shoot? Speak louder. Resource container detected. Resources received. Insufficient energy. Guns loaded. I can take it. Affirmative. Instruction complete. Yes, moving. What? Resource container detected. Resources received. Yes. Enemy Master's detected. Oh, firing. Our unit is under attack. Cái biển có rất nhiều đồ. Khám phá hết khu vực map này. Thì bạn có lẽ là đang xây dựng. Xong. Em chỉ vì level 1 thôi. Đoạn này lại không lên được nhà máy nước. Ghê nhỉ. Không có đất để xây nữa. Enemy detected. Place the building. Instruction complete. Instruction complete.
is received. Steer the course. Resource container detected. The building. Resource container detected. Resource container detected. Nhiều đồ quá. Nhặt cái hòm. Resources received. Construction complete. Resources received. Thế là được rồi. Đi vòng nó hơi xa. Và vẫn còn hộp này. Hộp này không còn quá nhiều vàng rồi. Hộp này ăn muộn quá rồi. Vàng không có nhiều. Check xem góc này em còn liệu vàng. Thôi không lên máy bay đâu. Đã lên thì lên ngọt ngào luôn. Lên sân bay luôn. Và lính một thì check thôi. Ta không thấy họ thủ nhỉ, không thấy lính đâu đâu luôn đấy. Đây trong chỗ đen đen này vẫn còn thủ. Rồi con gẹo nó tí qua nó bắn cho tôi về trước. Tất cả quận này tuần tra hai điểm. Quân máy bay đi, sản xuất không quân đi. Một phút thì chắc được 4 cái.
Không được. 1 phút được phút được chắc được. Đây đây đây, 1 phút đây, 1 phút được 2 cái chứ mấy. Ra mình lấy cái xe này đi là đi chặn lại lính, nếu mà ấy máy bay mình rút lính lại máy bay tới là bắn luôn. Game này làm con mà làm con chống ngầm đi. Thôi dồn tiền làm nốt con máy bay này. Dùng lượng vàng ít ỏi còn lại làm nốt con máy bay. Đây mình mới lên được 2, 4, 5 trung tâm cung cấp. Như thế này cũng ổn rồi. Giờ đem con này qua câu. Đây 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 đây. Em con cái con tàu làm này qua câu. Đây, câu đoạn này được. Máy bay thì cũng xong rồi. Máy bay mình triển khai xong. Bốn con ok chưa? Nhóm 1 này. Đập luôn. Không cho xây luôn. Xây làm gì nữa? Hoảng, tìm bạn hoảng không? Thì bạn đang rất là hoang mang. Bây lấy nốt số lính này. Lính lên trước. Xe lên. Con này bắn đây luôn. Một cái máy bay của mình đang nạp nhiên liệu. Rồi. Đây, đội hình này vẫn còn đang ở đây này. Cho nó tập trung ở đây luôn. Mấy con da xe này nữa cũng lên đây. Bắn luôn. 4 con xe này được chưa? Bay được chưa? Bay được là bay luôn. Nó đang xây nhà thì còn lên gì nữa đó. Để đập sạch nhà luôn. Làm con tàu ngập được. À không. Gì? Nào chơi. Nhóm 2. 20 đứa. Còn máy bay bay đâu mà kệ. Lên này làm thêm con tàu ngầm nữa. Hai mươi đứa chạy lên đây.
hai mươi đứa vào là bắt luôn ạ. Đây chơi luôn chỗ này này, nó gần bờ quá không, cuối cùng 19 đứa tới rồi, bốn cái máy bay đâu qua tiếp ứng. Người bốn con này phá thôi, bốn cái máy bay hết năng lượng hay sao? Cầu này thì làm sao chịu được, không sống nổi rồi. Cái này đập bừa cũng thắng, nhà nào cũng thắng, nhưng mình thì mình sẽ đập những cái nhà máy, ví dụ nhà máy người trước để nó đỡ sản xuất người. Bây để lại cho nó đúng một cái, đúng một đấy thôi, đúng một cái nhà chính thôi, cho nó làm thế này. Giờ kệ nó. Uầy, khiếp khiếp khiếp, gì đây, lấy quân qua đánh à? Ê, mười một đứa dừng lại. 11 đứa tuần tra từ điểm này ra điểm này, xem nó có hàng không, thì như mình ra được một con ngầm nữa hay sao, con ngầm nữa đâu ta, nãy chọn một con ngầm nữa rồi mà ngầm nhiều hoạt động à. Ui, nó tuần tra nó thấy nó bắn luôn ạ. Tôi thắng luôn. Thắng.